làm nông săn lao mà vui ghê. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc sáng nắng giáng mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông săn lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương, đất đai trù phú, cây trái sung xuê, lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Nhà nông vui vẻ. Gió lạnh lạnh về đêm, hôm nào anh đi rồi. Ôi trời ơi, sao nó tác dụng nhiều thế này nhỉ? Ôi trời, tôi chết. Ôi trời ơi, sao lại dụng nhiều này? Mình bị làm sao nhỉ? Bà tỉnh đấy à? Ôi, sao dọn hàng muộn thế này? Vâng, bà... Không dần đâu. Ôi giời ơi, ông nhà em á, hôm nay là đi chơi với cả ông bạn cựu chiến binh. À, chắc à? Là khuya mới về ạ. À. Vâng. Bà uống chén nước cho ấm bụng nhá. Thôi cảm ơn bà, tôi uống ở nhà rồi. Bà ơi, em chợt nhớ ra em hỏi bà luôn không lại quên này. Vâng. Không biết là làm sao mà tóc em dạo này rụng nhiều thế. Đây đây, bà nhìn này, ở dưới đất này. Đấy, nhiều tóc không? Đấy, ừ. Vướng hết cả vào khăn, vào cố đây. Mà trông tóc bà dạo này cũng có vẻ sơ xác lắm đấy. Bà nhìn có hờ oi hoi xác không? Không có tí ti rồi. Tôi chết rồi. Bà có cách nào mà cứu em cái? Này thì tôi hỏi bà, hay là bà dùng cái loại dầu gội đầu nó không hợp, hay là bà có nhuộm cái gì bằng hóa chất không? Thôi chết rồi, em nhớ ra rồi. Ừ. Em gội cái dầu của cái tâm. À. Đấy, cái dầu cũ ấy. Em thấy phí quá nên em gội rồi. Ôi dồi ôi, cứ tiết kiệm vớ vẩn. Thế là bà gội cái loại dầu nó không hợp rồi đấy. Bà ơi, bây giờ nhá, bà cứu em đi. Bà là người hay nghiên cứu về các loại lá rồi là cây dân gian ấy. Có cách nào bà chữa cho em không? Tôi có biết gì đâu. Từ trước đến nay tôi toàn gội bằng cái loại thảo dược tự nhiên thôi bà. Thảo dược tự nhiên á? Vâng. Là bồ kết gì? Bồ kết này, lá xả này, vỏ bưởi này, hương nhu rồi. Cái cỏ mần trầu mà mình hay thấy nó ở ngoài đồng ấy. Ôi dồi ôi. Toàn những cây trong vườn mà làm sao mà em lại không biết tận dụng nhỉ? Đấy. Bà ơi, trong vườn nhà em ấy là không có xả. Ừ. Thế bà có xả không? Bà cho em xin lắm. Nhà tôi có khối ấy, rồi tôi sẽ cắt cho bà một bó thật to nhá. Bà gội ấy, còn thừa thì bà đem ra phơi khô, dùng dần cũng được mà bà. Đấy, bà vừa nói gì nhỉ? Vỏ bưởi đúng không? Vỏ bưởi. Vỏ bưởi không có. Thế bây giờ bà... Vỏ bưởi nhà tôi cũng rất là nhiều. Vâng. Tôi cứ chữ để dùng dần đấy. Vâng. Để tôi mang cho bà một nửa nhá. Vâng ạ, thế thì tốt quá, còn gì bằng nữa. Vâng. Bà giúp em dọn nhanh cái hàng cái nhá. Lạnh dạ. Quá cơ, chờ ông ấy chắc là đến khuya. Được rồi. Vâng. Tôi dọn xong cho bà rồi tôi mang cho bà mấy cái thứ kia sang. Vâng ạ. Nhá, mà bà phải dùng một đợt dài đấy nhá, không có là tóc nó không mọc được đâu. Rồi em nhớ rồi. Quý hóa quá. Tâm này, anh thấy em để tóc dài ấy, chẳng đẹp gì cả. Hay là em cắt chọc đi. Ôi, sao lại cắt chọc? Thì ý anh là em cắt ngắn cho nó thoáng. Để dài thì nó nặng đầu. Mà dài ấy, nó còn vướng. Mà đấy, nhỡ may mà có đánh ghen ấy, mà bọn gái nó túm tóc nhá, nó tát cho nhá, thì không trượt phát nào luôn. Anh nói liên quan cái gì đấy? Hả? Em đánh ghen cái gì? Mà anh có để tóc dài bao giờ đâu mà anh biết nặng đầu hay không? Thì anh chỉ ví dụ như thế. Tại mấy cái clip ở trên mạng ấy, bọn gái nó đánh nhau nó toàn túm tóc đâu thôi. Anh không phải lo xa. Em ý không bao giờ đánh nhau, chỉ hay đánh mấy kẻ hay nói vớ vẩn thôi. Ồ, này, em có phải là cái kiểu của ông Bình với cả thằng Tuấn Xăm? Có mà anh ấy đã vô duyên lại còn hay nói liên liên. Sao lần nào mình cũng vào đề kiểu gì ấy nhỉ? Không thể nào mở được. Từ này đến bao giờ mới cưa được em Tâm này chứ. Tâm ơi! Tâm! Đợi anh với! Hương bưởi thơm nghe lòng bồi dối, cô bé như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Ôi dồi ôi. Ôi, dạ. Cô bé là ai? Cô bé là tôi chứ còn là ai nữa.
Thôi đừng có tưởng bỏ. Bà phải hát thế nào à? Bà là bà của cô bé mới đúng. Hay thật đấy nhở. Nào gì vợ thôi. Ôi dồi ôi. Mình thấy thơm à? Mùi thơm thế nhỉ? Quá thơm. Toàn cây nhà lá vườn đấy. Này, thảo dược cái bà. Ôi dồi ôi, mấy hôm vừa rồi nhá. Ông có biết không? Gội cái dầu gội đầu ấy, của cái tâm để lâu. Dồi ôi, tóc tôi rụng như chút ấy. Đấy. Dồi thơm thế. Thôi, từ nay trở đi là mình không dùng cái dầu gội đầu nữa. Vừa tốn tiền, lại vừa không tốt bằng thảo dược đâu. Rồi ôi, thấy vợ nói thì lại úi rồi vụng trèo khéo trống. Tôi biết rồi, mình cũng không thích gội cái này đâu. Nhưng mà chắc là bởi vì sợ tốn tiền mua dầu gội đầu nên mới nói theo cái kiểu này đi. Tốn, tốn, tốn. Đây này, nhớ. Đây này, đây này. Ôi tôi chết bà rồi. Bà trông này. Ôi, thấy đầu. Ôi tôi chết rồi. Đài. Mình có tuổi rồi, sau này tóc nó cái không thích nó rụng mà nó cứ rụng. Thôi bây giờ này nhá. Mà những cái này mình thích nó rụng đi nên cứ đeo đẳng như trước. Bây giờ em bảo. Em bảo. Bây giờ là em gội trước nhá. Đây là để cứu tóc chứ không rụng quá cơ nhá. Thế sau đấy rằng là em sẽ gội cho mình được không? Được rồi. Gội này tốt lắm. Anh bảo em nhá. Cái này này. Mình phải cho nhiều cái lá cả cả. Cái lá bạc hà vào cũng tốt đấy. Ôi dồi ôi. Này nhá, bồ kết này, lá bưởi này. Ui dồi ôi. Khổ quá đi, đầu rồi, tóc cũng rụng tiệt rồi đây này. Đấy, rụng hết đấy. Hai bác nhà mình nhìn tình cảm thế. Lại chả. Ước gì sau này bọn mình già cũng gội đầu cho nhau như thế Tâm nhỉ? Có mà anh già ấy, em á sẽ không già. Em nói thế nào ấy, trước sau gì ai cũng sẽ phải già cả thôi. Không phải đợi đến già nữa. Em gội đầu luôn cho anh nhé. Anh nằm mơ bắt con tưởng bở à? Ai thèm gội đầu cho anh? Thế trước sau gì chúng mình chẳng là vợ chồng. Thế em gội cho anh rồi anh gội cho em được hết mà. Này. Anh có bị ấm đầu không đấy hả? Ai là vợ chồng với anh? Em. Em đâu ra? Anh nằm mơ à? Đứa nào đau sao ngoài đây? Chào chú, chào dì. Hai đứa đấy à? Vâng. Hôm nay chú dì cháu lại tình cảm thế. Chú đang định để cho dì cháu gội đầu nhưng hàng xóm ta nhìn thấy ngượng lắm. Ôi trời ơi, hàng xóm láng giềng mà cười thì làm sao? Này, dì bảo này, các cụ có câu gì nhỉ? Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Bác Tình ơi, tí nữa bác mà gội đầu xong ấy, còn thừa ít nước gội đầu nào ấy thì bác cho con nhá, để con còn gội đầu cho Tâm. Ai thèm gội đầu cho anh? Anh nằm mơ à? Ôi trời, thôi. Mày mà gội đầu cho cái Tâm để tóc nó rụng tiệt rồi.